Rồi, hello nha Nam. Tiếp lần cho Nam tiếp tục con Yamaha Exciter 2010 nha Nam. 2012 càng. Từ từ rồi anh em chúng ta đi chi tiết em nói nha Nam ơi. Đẹp quá ha, sơn lốc. Có nhiều anh em xem mình nói đẹp sơn lốc này anh em không hiểu đâu. Nhiều người thì mua xe thì khoái dàn lông nè, bóng 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 nè, dàn áo dàn nhựa này kia rồi. Chứ thật chất ra thì mấy cái đó nó dễ lắm. Áo dàn nhựa này thì chày thì sơn lại hoặc là thay mới thì nó dễ, đơn giản. À, còn cái chất xe lốc ốc cái đó mới khó đó hàng em ha. Anh em không thể thay được, anh em cũng không thể tuốt được. Nó mất giá trị lắm nha nè. Còn dàn nhựa khi cũ cũ thì mình thay thì cũng không đến nổi. Theo xe thì nó tốt hơn nhưng mà thay mới thì nó đẹp thôi. Còn mấy cái này nó khó lắm ha. Ví dụ như cái này anh em muốn sơn bắn là nó nổ quá đó thì phải mở ra. Mở ra thì nó mất rin. Ốc tán cũng vậy. Ốc tán đẹp tới chồng. Đẹp anh em ha. Nhìn lại biết gì nè anh em ha. Quá trời cái mâm nó đẹp à. Mâm sơn rin đẹp quá. Cầu ốc ra. À, chưa có ngã chì vậy anh em ha. Cái dây còn luôn. Ghê thiệt chứ. Cái mâm đó nè. Đẹp ghê không? Đúng đắt 2011. Vậy là con này sản xuất năm 2011 anh em ha. Năm sản xuất 2011 là đời cuối cùng của con xe 4 số này nha anh em. 2011 thì Exciter 4 số này chỉ ra những tháng đầu năm thôi. Những tháng cuối năm bắt đầu là nó bỏ rồi, nó bỏ mẫu nè. Nó ra mẫu là 212. 212 hay 13 là cái kiểu xanh trắng ghê bê á. Ha. Năm số ra năm số. Áo có chạy được đỉnh anh em ha. Theo thời gian mà. Con này thì áo zin theo xe hết đó nha. Áo tem là luôn còn theo xe hết á, chưa có thay gì á. Làm cái nghề nào cũng vậy. Nó cũng có cái chuyên môn. Nó có cái từ chuyên môn và nó cũng có tính chất chuyên môn của cái nghề đó. Đó. Nhiều anh em nhỏ nhỏ tuổi á, nhiều khi cái xe mình khang đẹp họ không hiểu, ví dụ cái chiếc 110 Thái này đi. Đó, nó đẹp là như thế nào anh em? Tức là năm 1999 tới giờ mà nó cái chiếc xe người ta xài cái gì còn giữ như là nó quá đẹp còn gì đó anh em, thấy không? Chứ mình xài sao còn được nguyên zin vậy? Đẹp là nó đẹp theo cái thời gian á. Nó cũng như cùng thời cùng lứa với nó mà hơi rủi hết rồi. Chứ không phải đẹp kiểu mà như là ở trong hãng ha. Xe này là cái ông đồng hồ đúng luôn nha em. Máy quá máy luôn. Xe là mấy cái bao da này còn chứ. Tay thắng với tay bị da có thay rồi. Nhưng cái này còn rồi. Mình thấy là dơ hầy. Phải thay cái này, thay luôn cái này đi cũng ngon. Không quan trọng đâu. Thay đẹp thôi. Để zin thì nó dơ hầy. Quá máy anh em ơi. Máy dữ quá. Có nhiều người mình quay video nghe máy gì đó, cái nghe không biết nghe sao nó sang xe cái nồi giọng in đình đình đình, nó ông thì nói giọng in đình đình, cái này vậy là ít giọng rồi đó, 150 nó còn giọng dữ, nhưng mà hai càng là nó phải giọng, ha, không giọng là đang chạy không được đâu. Đó, nó thêm cái bộ nồi, nó thêm bộ côn, nó đương nhiên nó phải giọng côn rồi, phải không? Đâu có im như một càng được nha em. Chứ nào phải quay với cũng giải thích cũng nói cho anh em nghe để anh em hiểu. Đẹp quá anh em ơi. Con này thì 60 hơn nha anh em.
sớm mấy triệu á. Anh em quan tâm nợ lâu em, coi sườn lắm. Em quay xe là em giấu cái gì đó. Chỗ nào là nó đẹp là đẹp, xấu là xấu, nó ra xương hết nha anh em. Mấy chỗ này mà nói như thế này là anh em đừng chơi xấu. Nó xấu thì nó xấu theo thời gian thôi. Chứ thật ra nếu mà nó còn vậy là ok đó. Tại vì chạy anh em biết rồi, cái chiều bánh nó quất vô đó đó, xịn đất thì nó văng vô đó. Xe này có vỏ sau mới xấu nè, cái vỏ này xấu nè. Tất cả xe anh em đều sơ zin á, anh em về gai hãng hết cho em là đẹp nhất nè. Gai hãng nè, gai hãng là thằng này gai đúng gai của nó nè. Để coi cái vỏ này là đắt mấy ha. Giờ cái vỏ giờ quá. hai mười lăm hai mười sáu gì đấy. Thì con xe này nó ít đi chứ, 2016 tới giờ mà cái vỏ cũng còn dày cui nè. 2016 tới giờ là 7-8 năm rồi, 7 năm rồi chưa thay cái vỏ đầu đó. Bởi vì cái chất xe nó đẹp. Bây giờ trắng ba nè, đẹp phê chưa, chảy chì à, đẹp quá. Ốc người ta, xe người ta chạy không có bị tai nạn, không bị đâm đụng, không có bị kêu là mở phụt ra hay là mở chẳng ba ra để ép, hay là mở phụt ra để thay ti anh em ha, còn nguyên luôn nè đó, chưa có mở. Thấy không, mình quay xe cho anh em là quay từ trên với từ trong ra ngoài, từ cái chắc máy vừa nghe máy rồi vừa coi xe luôn. Rồi vậy thôi, anh em nào quan tâm con S này thì liên hệ cho phép nha nè. Có lột bấm cái nút tắt đèn mà bấm lột, lột nút để làm cái xà đầy đủ ha, đẹp quá rồi. Rồi xong mấy triệu anh em cần thì liên hệ cửa hàng cũng như đến trực tiếp số 1027 mà cũ phường Vĩnh Văn thành phố Giá tỉnh Kiên Giang nha anh em. Đối với anh em ở xa muốn đến cửa hàng á, anh em sạch, anh em lên Google Maps á, sạch cửa hàng xe máy cánh thép y gì nè, hoặc là anh em mở cái mic á, tìm bằng giọng nói đó, anh em đọc ha, đọc cửa hàng xe máy cánh thép rồi anh em chọn vào đó, anh em coi coi cái khoảng cách đi, cái thời gian đi, đi đường nào nó bao nhiêu km ha, rồi thời gian đi là bao lâu á, trong đó nó có hết nha anh em. À, anh em sạch thử coi. À, nếu mà cái để tắt máy, nếu mà cái quãng đường mà bây giờ mà trên dưới 100 cây thì anh em xuống nó dễ lắm, tại vì đường phép ra giá này, giờ đường anh em đi chui cái cao tốc xuống không à, anh em mà đi ô tô á là anh em đi cao tốc không, đi thẳng xuống hết cao tốc mà lộ tẻ là sỏi rồi, các anh em chạy thẳng trên xe ngá quẹo thiếu hướng Hà Tiên á, nó có bản chỉ dẫn. À, một đường Hà Tiên, một đường đến Cà Mau, anh em chạy thiếu hướng Hà Tiên, chạy hết lộ Tiến Chánh, vòng qua Tiến Chánh cầu số 2 là anh em quẹo bo bên phải là ngay cửa hàng ngã ba cầm bên đó. Còn không thì mình có thể giao dịch qua số tài khoản anh em ha, chuyển khoản rồi mình ship xe cho anh em, ship xe toàn quốc nha anh em ơi. Rồi xin cảm ơn.